lá vàng còn ở trên cây. Lá xanh rụng xuồng trời hay trăng lá vàng khô khóc lá xanh rơi chim chóc ngừng bay đứng cầm cây cỏ hơn trách gió xa xôi gió xa ai thôi tới lá ni cạnh buồn lắm người ơi lá vừa đơm lên cánh xinh tươi chim chóc về chưa mơ được mơ gió bão cuồng xô lá xanh rơi lá xanh đâu tội lỗi để lá vàng thương tiếc đầy vơi ngày nào tìm ra cho cành xưa lá đơm nụ cũng là ngày mẹ Việt Nam tôi không còn thấy đám con nổi trôi gió ngừng gieo bão tố gió ơi cho kiếp trần gian sông cho hận sâu tan biến đi thôi lá xanh xanh màu mới cho lá vàng ngừng khóc mà vàng khô khóc lá xanh rơi chim chóc ngừng bay đứng cầm cây cỏ hơn trách gió xa xôi gió xa ai thôi tới lá ly cạnh buồn lắm người ơi lá vừa đơm lên cánh xinh tươi chim chóc về chưa mơ được mơ gió bão cuồng xô lá xanh rơi lá xanh đâu tội lỗi để lá vàng thương tiếc đầy vơi ngày nào tìm ra cành xưa lá đơm nụ cũng là ngày mẹ Việt Nam tôi không còn thấy đám con nổi trôi gió ngừng gieo bão tố gió ơi cho kiếp trần gian sông cho hận sâu tan biến đi thôi lá xanh xanh màu mới cho lá vàng ngừng khóc mà thôi cho hận sâu tan biến đi thôi lá xanh xanh màu mới cho lá vàng ngừng khóc mà thôi cho hận sâu tan biến đi thôi lá xanh xanh màu mới cho lá vàng ngừng khóc mà thôi. Một gì?
Đây là bài thơ của chị Thanh, con của má ba viết về anh. Xin phép anh hai em được đọc bài thơ này. Mới thấy đó rồi đã mất đó, cuộc đời người ai nói được gì đâu. Ngày hôm qua còn vui vẻ âu sầu, nhưng hôm nay dậy đà bất động. Mới thấy đó cười vui hớn hở, cùng gia đình hạnh phúc bên nhau, cùng đón bình minh dưới trận mưa rào. Ai nào ngờ là sinh ly tử biệt. Chúng ta tạm chia tay nhau nhé, bỏ dương trần về với tổ tiên. Em trở về nguồn gốc cõi tiên, em đi trước gia đình tạm biệt. Dẫu biết xa nhau âm dương cõi, cha mẹ già lại khóc kẻ đầu xanh. Ba đứa em ly biệt người anh, hai con trẻ ngay người chưa chấp nhận. Vợ mất chồng nay rồi bàn phận, kiếp má hồng phủ trắng màu tan. Sóng gió cuộc đời xô đẩy kiếp hồng nhan, thuyền mất bến trên dòng sông dữ. Chào tạm biệt có duyên ta gặp lại, vẫn là họ hàng vui vẻ bên nhau. Là anh em cạn chén rượu đầu, tụ họp mâm cơm ngày mùng một Tết. Chào vĩnh biệt cho người ở lại, với nỗi buồn đọng ở trên vai. Thôi thì trong phút chia tay, đôi lời nhắn nhủ trong ngày biệt ly. Kính chào cha mẹ con đi, chào luôn dòng họ Mỹ Nam một lần. Con đây ngắn số thọ phần, số dương con hưởng cõi trần đã xong. Giờ con về với chân không, cha mẹ yên lòng cho trẻ ra đi. 15 âm lịch chia ly, cầu phúc mọi người tất cả bình an. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ở Tây Phương thế giới an lành. Xin cho con phát nguyện vãng sanh, về thế giới bình an cực lạc. Nguyên pháp là pháp danh con trẻ, 11 tháng 5 âm lịch là ngày. Tuổi đời con 44 hưởng dương, xin đinh tỵ mất canh tí. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cầu Quan Âm soi sáng dẫn đường, cho con về với thế giới cõi Tây Phương, đặng độ kiếp cho gia đình hiện tại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo con xin đọc dòng chia sẻ của ba viết cho người anh trai. Con xin đại diện cho ba của con là Tâm Đỗ, xin nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến viếng anh hai con. Tâm sự với con trai trước giờ tiễn con về với thế giới Phật Di Đà. Nghẹn ngào giây phút vung tinh, vẫn cố điềm tĩnh cho mẹ con an lòng. Phương xa dõi theo mỗi phút, khói hương nghi ngút lệ nhòa mi cay. Con đi đã mấy ngày rồi, âm dương cách biệt bao ngày nhớ mong. Hàng cây xào xạc bên đường, con nằm yên nghỉ hàng ru, hàng cây ru hời. Nhớ con ngày bé bi bu, lời con ríu rít ba ơi ba à. Hôm nay ngày cuối tiễn con, tâm hương ba thấp lệ nhòa tí trao. Con ơi ba khấn nguyện cầu, Phật Đà tiếp dẫn con về Tây Phương.
con đi đột ngột thế này khiến ba nhận ra rằng trần gian là chốn tạm bợ và vô thường. Vậy nên hãy sống một cách có ích, để khi mất đi, người ta vẫn nhớ mình đã từng tồn tại. Cảm ơn con trai, con đã làm được điều đó. Sự chân thành, vui vẻ, hiền hòa, luôn giúp đỡ mọi người, luôn luôn nhiệt tình trong công việc, siêng năng, chịu khó, không tị nạnh. Vì thế mà bao nhiêu anh em trong công ty luôn yêu quý con. Dù các anh đã nghỉ hưu cũng có mặt đầy đủ trong lễ viếng con. Bao bạn bè con, người thân, hàng xóm, những người đã từng gặp con, chưa từng gặp con, mà chỉ biết qua các em con khi hay tin, cũng đã đến viếng, dành cho con rất nhiều tình cảm, sự trân trọng. Con là một người anh cả, một người cháu đích tôn của The Đỗ Family. Con luôn dành cho các cô, các chú, thím, dượng, các em một tình cảm đặc biệt, xứng đáng là một người dẫn đầu. Các em luôn dành cho con sự kính nể, tôn trọng, cảm phục, yêu mến của hai bên nội ngoại. Con luôn mỉm cười đối với tất cả mọi người. Nợ trần gian con đã trả hết. Cõi tạm này không còn là nhà của con nữa. Đi về nơi an lành thế giới Đức Phật A Di Đà. Ngài đang đợi con bên đó. Về để được gặp ông bà tổ tiên, để hưởng phước báo cái mà con đáng được nhận. Vài dòng cảm xúc về con trai trưởng của ba. Con trai à, gia đình luôn nhớ thương con. Con cứ yên tâm mà ra đi, ba mẹ và các em sẽ thay con lo cho Quân và hai cháu thật tốt. Con đừng vướng bận chuyện trần gian này nha con. Ba mẹ luôn thương yêu con, dù con có ở đâu đi nữa. Nhân đây, cho đại gia đình Tâm Đỗ gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các gia đình thân quyến hai bên nội ngoại, gia đình xui xa, bà con láng giềng, công ty Long Hiệp, công ty đối tác, bạn bè và những người mà tôi chưa từng gặp mặt. Đến viếng lễ tang của con trai tôi, chúng tôi xin một lần nữa gửi lời cảm tạ, cảm ơn và đa tạ. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà. Đứa em gái út của anh, con cũng có những suy nghĩ, những hoài niệm, những cảm xúc để gửi đến cho anh. Anh hai ơi, anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, bao dự định tương lai còn dang dở, bao kế hoạch còn chờ anh hai mà. Sao anh hai lại ra đi đột ngột? Vừa kết thúc chuyến đi chơi vui vẻ cùng nhau mà, anh là người quyết định ngày cho chuyến đi chơi ấy, không ngờ nó lại là chuyến đi cuối cùng của anh em mình. Cũng là lần cuối em được gặp anh. Anh hai ơi, anh có biết không, những ngày qua mưa cứ rỉ rả, nhưng lỗi lòng của gia đình nghĩ về anh. Bao nhiêu người quen biết khi hay tin đều sửng sốt bàng hoàng và không thể không đến đây chia buồn cùng gia đình vì sự mất mát to lớn này. Ở cả hai bờ đại dương, ba mẹ, ông bà, các cô chú, các anh chị em, những người thân khi hay tin mà không đến viếng được đều đau lòng nghĩ về anh.
Nghĩ về bao kỷ niệm đẹp mà anh đã để lại trong lòng tất cả mọi người, gia đình, dòng họ, người thân càng tự hào về anh bao nhiêu, bạn bè, đồng nghiệp càng nể phục, quý mến anh bấy nhiêu. Giờ đây càng đau xót, tiếc thương anh đến tột cùng cảm xúc. Anh hai ơi, còn đâu những chiều chủ nhật anh em ta cùng nhau hẹn ăn tối với các cháu ở nhà em, ở Bình Điền và ở ngay tại đây. Cứ hẹn hò Zalo rồi ok, và có những buổi chuyện trò vui vẻ cho các cháu gần gũi, yêu thương nhau. Nhưng để dạy cho các cháu biết và thấy được tình yêu của anh em chúng ta luôn dành cho nhau, phải không anh? Từ nhỏ, anh em chúng ta đã biết đùm bọc nhau khi ba mẹ phải ngày đêm trên tuyến xe buýt, chợ điện, chợ lớn, rồi ròng rã Sài Gòn, Nha Trang. Khi ba đã mệt nhoài thì về chạy du lịch cho nhàn rỗi tí. Mẹ ở nhà chăm lo vun vén gia đình khi các con đã tuổi lớn. Anh hai ra trường rồi tìm việc, và lúc đầu là làm công nhân cho công ty nông nghiệp. Vài tháng sau, khi trên văn phòng cần người có trình độ, với sự nhiệt tình không hà khó công việc, anh đã được điều lên khối văn phòng và làm việc nhẹ nhàng hơn, lương ổn định hơn. Cũng gần 20 năm làm việc ở công ty đó, do áp lực công việc, do dự định tương lai, anh đành nộp đơn xin nghỉ trong sự luyến tiếc. Ở nhà một thời gian, anh mới nói với em là anh đã xin nghỉ ở công ty rồi. Ở nhà không làm gì thì buồn, nên chạy ra công ty giúp em gái khi em cần. Rồi bao hoạch định cho công việc sắp đến của anh. Cũng đang còn gian dở, anh nôn nao chờ ngày tiếp nhận, cải thiện kinh tế gia đình được tốt hơn. Đang đi trên đường, chuông điện thoại đổ dồn. Như thói quen, em ít khi bắt máy. Em kéo áo khoác xuống, nhìn vào điện thoại thấy anh bảo gọi, tấp vào lề. Và chuyện gì đang xảy ra? Em la lên trong không trung rộng lớn. Mọi người đi đường đều đổ dồn ánh mắt về em. Trong suy nghĩ là em chạy về, chạy nhanh đến với anh thôi. Bất chợt em lại tấp vào lề, gọi điện thoại thông báo cho chú để chú nghĩ cách tốt nhất, thông báo cho ba mẹ biết. Không giấu được đâu, không giấu được đâu. Rồi đau khổ nôn nao về với anh. Hai ngày không suy nghĩ được gì, chỉ biết khóc, nhìn cảnh nhớ về anh. Đâu đâu cũng có bàn tay anh ở đó, vườn hồng của em cũng có anh, bếp nhà em cũng có anh nhúng tay vào, vân vân. Tất cả mọi thứ đều in đậm hình ảnh của anh. Hôm qua em mệt nhoài vật vã xuống lon cúng để rước anh về nhà và cúng chuẩn tế nguyện cho anh về cõi Phật quốc. Lạ lùng thay, mệt nhoài ngồi 5 tiếng cùng nghe thầy cúng, vậy mà vừa đưa được vài vị anh lên bàn thờ, người em lại khỏe hẳn ra, nhẹ nhàng bay bổng. Không còn cảm giác chịu nặng. Có phải chăng chúng em đã làm đúng, đã giúp anh toàn ý nguyện về nhà cùng chị và các cháu? Sau 7 thất, anh sẽ về cõi lành,
cõi A-di-đà phải không anh? Hôm nay đây là ngày cuối, để em được ở cùng anh, rồi chúng ta sẽ trả anh về với các bụi. Cõi hồng trần có gì đâu mà phải vương vấn vấn vương. Nợ đời đã hết, anh phải về cõi lành. Em tin chắc anh sẽ sống tốt, và sống thật tốt hơn cõi tạng này nhiều. Vài dòng hoài niệm về anh, người anh trai hiền hòa, luôn có nụ cười tỏa sáng. Gương mặt anh luôn rạng ngời như có ánh hào quang. Thôi, anh về thế giới mới nha anh. Và cũng nhân đây, cho em xin đại diện gia đình nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể ông bà, gia đình nội ngoại hai bên, các anh chị đồng nghiệp, bạn bè, người quen của anh, những người bạn của gia đình đã đến viếng lễ tang của anh hai. Hãy yên nghỉ anh hai nhé, vĩnh biệt anh hai yêu quý của em, của gia đình The Độ Family, Phạm Family. Gia đình xin cảm tạ và lại một lại cảm ơn. Nên là đây là khi nó có khi rất là người được tự lực để chánh dân luôn biết tin tạo vì lòng mình cảm đó có thể chi tâm đại diện chi tâm cũng như đại diện phật tử của đồng đạo đều có sáng kiến để cộng một thực chất để cầu nguyện cho lên được siêu sanh tịnh độ A Di Đà Phật. Tam giáo vô điều ngự bổn sư từ bổn Tất Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng Minh Nam Bồ Tát Mật Tỳ Giá Hồ nguyện đem lòng thành kính gửi đeo đám mây hương vương bất chấp mùi hương cúng dường ngôi tam bảo. Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý tại nhà số 38 đường Nguyễn Tân Hà Ngắt Quốc Lý Xã Quốc Lý Quờ Quyền Cần Duộc Tỉnh Đông An tập thể đạo tràng thiết lai đạo niệm chi nghĩ kỳ siêu chiến sự phục vì quá gian chân linh Phật tử đạo hữu tiến pháp danh nguyện pháp tâm năm linh tỷ năm 1970 bài hưởng dương 44 tuổi từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 10/1 tháng 5 năm Canh Tý nhằm ngày 1 tháng 7 năm 2020 kỳ nguyện hướng linh thần hồn tỏ ngộ tâm thức nhẹ nhàng nghe tiếng kinh giới ngộ rằng chiến nhờ Đức Phật sạch công nghiệp dưỡng sen chính phẩm sinh vào phẩm tường Phật mười phương ở thế giới phương Tây tiếp dẫn hương hồn quý. Đại mong vương a chư a phật chiếu dân a tỳ sư kiến toàn dân a thành tỳ phương a chư phật
Thank you.
đọc lời cảm tạ. Cảm tạ tang lễ cho con trai của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thượng Tọa Sám Chủ chứng minh. Ngưỡng bạch Chư Tôn Thời Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể cô bác thân bằng quyến thuộc gần xa, con trai của chúng tôi Phật tử Đỗ Hữu Tiến, pháp danh Nguyên Pháp, sinh năm Đinh Tỵ, mất ngày 11 tháng 5 Canh Tý, hưởng dương 44 tuổi. Trước giây phút nghèo khu vĩnh biệt này, cho phép gia đình chúng tôi được nói vài kỷ niệm về con trai tôi. Chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi, toàn thể chúng ta sẽ ngậm ngùi đưa tiễn thu xếp con trở về với các buồn. Để rồi từ đây chúng ta sẽ mất con mãi mãi. Dẫu biết là vô thường, có sanh có diệt, có hợp phải có tan, nhưng đứng trước cảnh từ biệt sanh ly thì làm sao không đau xót bồi hồi. Những kỷ niệm thân thương vẫn còn ở đây, những câu nói tràn đầy yêu thương, nụ cười rạng rỡ của con vẫn in sâu trong tâm trí của ta. Con trai à, thật sự đến giờ phút này ba vẫn không muốn chấp nhận những gì đang diễn ra là sự thật. Khi nghe hung tin ấy, bầu trời như sụp đổ, nghẹn lòng con trai thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thích Minh Bình làm sám chủ cho buổi lễ kỳ siêu cúng chuẩn tế cho con trai con. Thành kính đảnh lễ quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chùa Pháp Tấn, tịnh xá Kỳ Vi chùa Vĩnh Phước, chùa Phước Thiện, chùa Châu Long và ban hộ trì Tam Bảo chùa Pháp Tấn, chùa Phước Thiện, tịnh xá Kỳ Vi, anh em nhạc lễ, ban nhà bếp, ban dọn dẹp, bà con cô bác gần xa. Trong những ngày qua, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quý quan khách đã đến cúng tiến chia buồn giúp đỡ, và đặc biệt hôm nay là dành thời gian quý báu đến đây để đưa con trai chúng tôi trở về với các bụi. Trong lúc tan ra bối rối, chắc chắn không tránh khỏi nhiều sơ sót, điều kiện cũng như không gian còn hạn chế. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị niệm tình hoan hỷ. Một lần nữa, chúng con xin thành tâm bái tạ hai bái. Đồng thời, sau khi hỏa táng quay trở lại tư gia, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị dành chút ít thời gian quý báu của mình cùng gia đình dùng bữa cơm chay thân mật. Xin hết ạ. Thank you.
tang lễ con trai của con chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thượng Tọa Sám Chủ Kiến, ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể cô bác thân bằng quyến thuộc gần xa, con trai của chúng tôi Phật tử Đỗ Hữu Tiến, pháp danh Nguyên Pháp, sinh năm Đinh Tỵ, mất ngày 11 tháng 5 Canh Tý, hưởng dương 44 tuổi. Trước giây phút ngàn khu vĩnh biệt này, cho phép gia đình chúng tôi được nói vài kỷ niệm về con trai tôi. Chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi, toàn thể chúng ta sẽ ngậm ngùi đưa tiễn con xếp tôi trở về với các bụi. Để rồi từ đây chúng ta sẽ mất con mãi mãi. Dẫu biết là vô thường, có sanh, có diệt, có ngọt, phải có tan, nhưng đứng trước cảnh từ việc sanh ly thì làm sao không đau sốc bồi hồi. Những kỷ niệm phong phú vẫn còn ở đây, những câu nói tràn đầy yêu thương, nụ cười rạng rỡ của cô và in sâu trong tâm trí ta, con trai à. Thật sự đến giờ phút này, ba vẫn muốn chấp nhận những gì đang diễn ra là sự thật. Khi nghe thông tin ấy, bầu trời như sụp đổ, nghẹn lòng, con trai à. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thích Minh Bình làm sám chủ cho buổi lễ kỳ siêu cúng chuẩn tế cho con trai con. Thành kính đảnh lễ quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chùa Pháp Tấn, tịnh xá Kỳ Kinh, chùa Vĩnh Phước, chùa Phước Thiện, chùa Châu Long và ban hộ trì Tam Bảo chùa Pháp Tấn, chùa Phước Thiện, tịnh xá Kỳ Liên. Anh em ban nhạc lễ, ban nhà biết, ban dọn dẹp, bà con cô bác gần xa, trong những ngày qua, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý quan khách đã đến cúng viếng, chia buồn, giúp đỡ. Và đặc biệt hôm nay là dành thời gian quý báu đến tiễn đưa con trai chúng tôi trở về với các bụi. Trong lúc tan ra bối rối, chắc chắn không tránh khỏi nhiều sơ sót, điều kiện cũng như không gian còn hạn chế. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị niệm tình hoan hỷ. Một lần nữa chúng tôi xin thành tâm bái tạ nhị bái. Đồng thời sau khi hạ táng quay trở lại tư gia, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị dành chút ít thời gian quý báu của mình cùng gia đình dùng bữa cơm chay thân mật. Con xin hết. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mát gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chưa con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé nơi giờ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều.
con về, chờ mong tin con ngày tàn. Lòng này lỡ sầu nhớ, bao là thu rơi mà con chưa về. Chiều này ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thầm tuôn trào. Còn đâu bao dấu yêu xưa, giờ này con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con hoài, mẹ dấu yêu con biết nơi phương xa, mẹ ngày đêm mong đợi con. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn luôn còn mãi trong tim. Những lần con ốm đau, mẹ thương con thức trắng cả đêm thâu. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm, mẹ hãy tha lỗi cho con, hãy tha lỗi cho con. Mẹ già chờ con ngồi đêm lạ rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng. Lòng đầy lo sầu nhớ, bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều này ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thầm tuôn trào. Còn đâu bao dấu yêu xưa, giờ này con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con hoài, còn đâu bao dấu yêu xưa, giờ đây con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con. Vắng anh như cánh chim bỏ
thành phố trong một ngày đã nhắc tên những sớm mai lửa đạn những máu xương chập trùng xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh nhắc tên những sớm mai lửa đạn những máu xương chập trùng xin cho một người vừa nắm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời nào hoa kiếp thân tôi để một mái vươn hình hài lớn dậy ôi cát bụi tuyệt vời mặt trời soi một kiếp sông chơi hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi để một mái tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào có nhịp không vui bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vỡ chết một ngày mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội
mắt bùi ngùi. Từng ngày qua mọi ngóng tin vui, gồm rừng nào lá xác sơ cây. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Thân tôi để một mái vươn hình hai lớn sợi, ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếm sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mái tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nam gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như phôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin ước mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng dần nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã rời. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.